Ngày 16 tháng 10 đánh dấu 10 ngày kể từ khi Israel bắt đầu không kích vào các mục tiêu ở giải Gaza nhằm trả đũa vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel. Cơ quan phụ trách y tế ở giải Gaza cho biết các vụ tấn công đã khiến hơn 2.800 người ở khu vực này thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Tình hình tại giải Gaza đang rất báo động khi nguồn cung điện, nước, lương thực bị khan hiếm, trong khi nguồn viện trợ chưa thể vào được khu vực này. Sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel đã phong tỏa giải Gaza các nguồn cung cấp điện, nước đến khu vực này. Theo hãng tin AFP, việc cắt điện đã làm tê liệt các hệ thống hỗ trợ sự sống tại giải Gaza, cản trở quá trình hoạt động của nhà máy khử mặn nước biển của các thiết bị cấp cứu tại bệnh viện, trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP hôm 16 tháng 10, Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ahmed Al-Manhari cho biết giải Gaza có thể chỉ còn đủ điện nước và nhiên liệu để sử dụng trong 24 giờ. Ông Al-Manhari cũng cảnh báo nếu viện trợ không được phép vào vùng lãnh thổ này, các bác sĩ sẽ phải chuẩn bị giấy chứng tử cho các bệnh nhân mà họ đang chăm sóc. Kể từ khi xung đột xảy ra, WHO ghi nhận các cuộc không kích và ném bom đã tấn công 111 cơ sở y tế, khiến 12 nhân viên y tế thiệt mạng và 60 xe cứu thương bị đánh bom. Theo ông Anmarhari, các hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo. Người đứng đầu WHO khu vực Đông Địa Trung Hải xác nhận tổng cộng có 22 bệnh viện ở phía bắc giải gaza. Các bệnh viện này đang điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân, bao gồm một số bệnh nhân phải sử dụng máy thở và một số người cần chạy thận nhân tạo thường xuyên. Ngoài ra, còn có trẻ em, trẻ sơ sinh và phụ nữ. Ông Al-Mahari cho biết tình trạng quá tải bệnh nhân đã khiến các bệnh viện ở giải Gaza bị tê liệt. Điều này khiến các các đơn vị chăm sóc đặc biệt, điều này khiến các đơn vị chăm sóc đặc biệt, phòng phẫu thuật, dịch vụ cấp cứu và các khu vực khác tại các bệnh viện có nguy cơ dừng hoạt động. Tình trạng quá tải và thiếu điện nước khiến các bác sĩ không thể cứu được tất cả bệnh nhân. Điều này buộc họ phải đưa ra những lựa chọn đau lòng. Các bác sĩ phải phân loại bệnh nhân, họ không có lựa chọn nào khác có quá nhiều bệnh trong khi nguồn lực hạn chế nên một số người không được chăm sóc và chết dần chết mòn, ông Al Mahari nói. Theo ông Al Mahari, giải Gaza đang bị đẩy đến một thảm họa thật sự. Viện trợ phải được phép vào giải Gaza trong vòng một ngày tới trước khi tình hình trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được, ông Al Mahari cảnh báo. Theo đài CNN, hàng tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân giải Gaza đang bị chất đóng tại cửa khẩu Rafah, cửa khẩu ở phía nam giải Gaza, nối khu vực này với Ai Cập. Ngày 16 tháng 10, Hamas kêu gọi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để nguồn viện trợ có thể vào giải Gaza và những người bị thương có thể được đưa đi điều trị. Chúng tôi kêu gọi những người anh em ở Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để cho phép viện trợ đến tay người dân của chúng tôi ở Gaza và để những người bị thương có thể được chuyển đi điều trị, tài khoản Telegram của Hamas viết. Trong ngày 16 tháng 10, Giám đốc truyền thông của Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine UNRWA, bà Juliet Tuma cho biết vẫn chưa có xe chở nhiên liệu nào của Liên Hợp Quốc vào đường giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Bà Tuma cũng kêu gọi phía Israel ngừng phong tỏa giải Gaza. Ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này đã bổ nhiệm cụ nhà ngoại giao kỳ cựu David Satterfield phụ trách giải quyết vấn đề viện trợ cho giải Gaza. Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths cho biết ông sẽ tới Trung Đông vào ngày 17 tháng 10 để cố gắng hỗ trợ trong các cuộc đàm phán về viện trợ. "Chúng tôi đang thảo luận với phía Israel, Ai Cập và các bên liên quan khác", ông Griffiths nói. Trong khi đó, ngày 16 tháng 10, Liên minh Châu Âu (EU) cho biết họ sẽ khởi động một chiến dịch cầu hàng không nhân đạo để đưa hàng viện trợ đến giải Gaza. Theo đó, EU sẽ tổ chức một số chuyến bay mang hàng viện trợ đến Ai Cập. Từ Ai Cập, hàng viện trợ sẽ được chuyển đến các tổ chức nhân đạo ở giải Gaza. Thông báo của EU cho biết, hai chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra trong tuần này. Các chuyến bay này chở hàng hóa nhân đạo của Quỹ di đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, bao gồm các vật dụng tạm trú, thuốc men và bộ dụng cụ vệ sinh. Ngày 16 tháng 10, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết nước này sẽ hỗ trợ 10 triệu euro, khoảng 10,55 triệu USD cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ người dân giải Gaza. Nguồn viện trợ này đã sẵn sàng và bây giờ nó phải được gửi đến giải Gaza. Đây là một trường hợp khẩn cấp, bà Colonna nói. Ngày 15 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres báo động rằng xung đột Israel-Hamas đang khiến giải Gaza rơi vào tình trạng khẩn cấp, cạn kiệt điện, nước, thuốc men và các nguồn cung thiết yếu khác. Trong khi đó, các nước lớn trong và ngoài khu vực đang tăng tốc nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc chiến lan rộng ra toàn Trung Đông. Ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc và các cơ quan nhân đạo khác đã làm việc suốt ngày đêm để chuẩn bị viện trợ cho giải Gaza kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tuần trước ở cả hai bên hàng ngàn người đã thiệt mạng hàng chục ngàn người bị thương riêng ở giải gaza đã có khoảng một triệu người buộc phải di tản khi tình hình nhanh chóng xấu đi và phía israel cảnh báo đang chuẩn bị tổng tiến công lãnh thổ này trong thời điểm nguy cấp như lúc này khi chúng ta đang bên bờ vực thẳm ở trung đông nhiệm vụ của tôi với tư cách là tổng thư ký liên hợp quốc là đưa ra lời kêu gọi nhân đạo mạnh mẽ dành cho hai bên ông guterres lên tiếng với lực lượng hamas ông guterres kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin với israel vị tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi mở cửa cho phép viện trợ vào giải gaza tạo điều kiện cho các nhân viên cứu hộ vào hỗ trợ dân thương các bên không nên biến chúng thành quân bài mặt cả chúng phải được thực hiện vì đó là điều đúng đắn phải làm ông guterres kêu gọi cả hamas và israel Người đứng đầu cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA, Philippe Lazzarini cũng phát đi cảnh báo về tình hình nguy cấp ở giải Gaza. Ông Lazzarini cho hay các nhân viên hiện trường của UNRWA lúc này không còn nguồn lực để hoạt động và sự hiện diện của Liên Hợp Quốc ở đây dần không còn ý nghĩa có hoạt động của UNRWA là dấu ấn lớn nhất của Liên Hợp Quốc tại giải Gaza và chúng tôi đang trên bờ vực sụp đổ, không một giọt nước, không một hạt lúa mì, không một lít nhiên liệu nào có thể vận chuyển được vào giải Gaza trong hơn một tuần qua, ông Lazzarini nêu thực tế. Nếu tình hình này kéo dài chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng lương thực và thuốc men trên diện rộng, người đứng đầu UNRWA thậm chí còn cho biết, túi đựng xác lúc này cũng khan hiếm do lượng người thiệt mạng ngày càng tăng. Gaza đang bị bóp nghẹt, cuộc vây hãm Gaza lúc này không khác gì một đòn trừng phạt giáng xuống đầu toàn bộ người dân ở đây. Ông Lazarini tuyên bố xung đột israel hamas càng kéo dài nguy cơ lan ra khu vực càng lớn vừa chiến đấu với hamas israel vừa phải đối mặt với đe dọa về nguy cơ xung đột rộng hơn trên các mặt trận mới không khó khoanh vùng đó là lực lượng hezbollah hùng mạnh được iran hậu thuẫn ở lebanon ở phía bắc israel và các điểm bùng phát xung đột tiềm tàng ở syria theo đài cnn một cuộc xung đột toàn khu vực lôi kéo nhiều phe cùng tham chiến là bối cảnh khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại Trả lời phỏng vấn với đài CBS ngày 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel đang phạm sai lầm lớn nếu có ý định chiếm đóng Gaza một lần nữa. Ông Biden nói rằng Mỹ ủng hộ Israel loại bỏ Hamas, nhưng còn vấn đề lớn hơn là tư cách lãnh thổ của giải Gaza cần phải được giải quyết thấu đáo với lộ trình cho một nhà nước Palestine lâu nay ông Biden từng nhiều lần bày tỏ ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Israel Palestine. Lần này ông thừa nhận khả năng cao Israel sẽ không còn theo đổi giải pháp này sau đợt tấn công của Hamas. Ngày 16 tháng 10, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken có chuyến công du thứ hai đến Israel tìm cách hạ nhiệt xung đột theo đài CNN. Ông Lincoln gần đây cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông để hô thúc các bên kiềm chế, nhấn mạnh rằng ngăn xung đột lan rộng là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Hơn 1.400 người dân Israel thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công của Hamas nổ ra vào tuần trước, 289 binh sĩ Israel thiệt mạng trong các đợt giao tranh. Tại giải Gaza, số người Palestine thiệt mạng là 2.750 người, gần 10.000 người bị thương. Số công dân Mỹ thiệt mạng tăng lên 30 người, 13 người vẫn mất tích, theo tờ The Wall Street Journal. Ông Vương Nghị ngày 15 tháng 10 lên tiếng lo ngại rằng Israel đang hành động vượt quá phạm vi phòng vệ, kêu gọi Israel chấm dứt trừng phạt tập thể đối với dân thường tại giải Gaza, theo tờ South China Morning Post. Trung Quốc phản đối và lên án mọi hành vi gây tổn thương dân thường, vì những hành động đó vi phạm các quyền cơ bản của con người và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Israel nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngừng hành vi trừng phạt tập thể đối với dân thường tại Gaza. Ông Vương nói, đồng thời cho biết Trung Quốc đang nỗ lực liên lạc để thúc đẩy các bên liên quan tiến tới một lệnh ngừng bắn, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang xung đột và sớm tiến tới một cuộc đàm phán hòa bình. Ông Vương nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho dân thương, khẩn cấp mở các kênh viện trợ nhân đạo, bảo vệ các nhu cầu cơ bản của người dân Gaza. Điển đam với Tổng thống Iran Ibrahim Raisi ngày 15 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị Iran thể hiện trách nhiệm và hành động nhằm tránh để xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Cùng du đến Israel cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna khẳng định rằng Pháp cam kết kiểm soát xung đột ở Trung Đông trong khi đó các nước thuộc liên đoàn ả rập những ngày qua liên tục kêu gọi israel đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình quay lại đàm phán về giải pháp hai nhà nước nhằm mang lại một nhà nước khả thi cho palestine tránh đẩy xung đột lên cao hơn